thứ hai là mình nói tới cái vấn đề bạo lực học đường. Vụ phụ huynh đang gây bão ở trường quốc tế. Rồi. Từ đó nói đến cái vai trò bổn phận trách nhiệm giữa người thầy người trò bậc làm cha mẹ. Chúng ta nên phân biệt nha. Bắt nạt học đường khác với xung đột. Cái xung đột á là thí dụ như ở đi học với nhau ở một tập thể thì khó tránh khỏi có những cái va chạm. Rồi từ những cái va chạm đó đó rồi tụi nó núm núm áo nhau rồi tụi nó đánh nhau xong rồi là thôi thì cái đó mình gọi là xung đột. Nhưng mà bắt nạt học đường á nó lại là chuyện khác. Bắt nạt á tức là mình gọi là mình chèn ép một bạn nào đó ở trong lớp, mình kỳ thị, mình cách biệt, mình cách ly, thậm chí là mình bắt nạt bằng vũ lực và mình hành hạ thì cái đó là điều ác. Cẩn thận phân biệt giùm hai cái đó. Nhưng mà tất cả các trường hợp giải quyết được bằng bạo lực đều là chuyện không nên. Bởi vì á thế sự nó vô thường. Chúng ta nên hiểu một chuyện. Bây giờ á mình đánh nhau. Nhưng mà sau cái đánh nhau đó mình có còn là bạn của nhau được hay không? Phải suy xét. Rồi nếu như mà mình bắt nạt nhau á, sau này á nó lớn lên có đứa đó nó làm công nhân nhưng mà cũng có đứa nó có những cái vai trò trong xã hội như là làm luật sư hoặc á, là làm những cái vào những cái cơ quan hành chính, cơ quan công quyền. Rồi khi đó, đó mình gặp lại nhau á, nó không còn là những cái đứa mà yếu đuối năm xưa để mình có thể tùy tiện bắt nạt nữa. Mà khi đó có thể mình á lại trở thành cái người thế yếu. Thì như vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Ở trong chú giải pháp cứu có cái câu chuyện là hai con người. Một người á thì mạnh hơn người kia. Mà chính bởi vì mạnh hơn người kia cho nên là bức hiếp, lấn át, chèn ép cái người mà nhỏ yếu hơn. Cái người nhỏ yếu hơn đó hận. Rồi sau khi chết, cái người mà có sức mạnh ban đầu á tái sanh làm con gà. Cái người nhỏ yếu hơn á tái sanh làm con mèo. Cái nghiệp thù hận hồi xưa á thì bây giờ cái đứa nhỏ yếu hơn nó mạnh hơn rồi. Nó coi như con gà đẻ ra cái quả trứng nào là con mèo ăn liền quả trứng đó. Cho tới cuối cùng á là con mèo ăn thịt luôn con gà. Con gà nó hận rồi thì đời sau con gà nó sanh ra làm một cái con báo. Con mèo sanh ra làm con dê. Con nai. Rồi đó thì cứ con nai đẻ ra đứa nào thì con báo ăn cái đứa đó cho tới cuối cùng là con báo ăn luôn cả con nai. Rồi cứ như vậy oán thù đời này qua đời khác không bao giờ hết. Không bao giờ hết. Mình bắt nạt học đường cũng vậy. Nha, mình bắt nạt cho đã. Rồi sau này thế sự thay đổi, mình ở thế yếu. Người ta ở thế mạnh hơn rồi thì người ta sẽ bắt nạt lại mình. Mà cái sự bắt nạt đó nó không còn đơn giản là túm tóc, xé quần áo, rồi hoặc là đánh đập đơn giản như vậy. Rồi đó, oan oan tương báo chừng nào mới hết. Thăng cấp mà. Bây giờ nó chỉ đơn giản đánh nhau thôi, mắng nhau, đánh nhau. Nhưng sau này á, khi cái oan trái nó ra nhiều đời nhiều kiếp, nó có thể dẫn đến cái chuyện đâm chém nhau. Rồi giết hại nhau. Thành thử á, mình nên tránh tối đa cái chuyện sử dụng bạo lực. Cái thứ hai, khi một thông tin
được lan truyền đặc biệt là trên mạng, làm ơn làm phước tìm hiểu kỹ thông tin giùm, đừng để bị dắt mũi. Mình á cứ bị dắt mũi, coi như là người ta nói như thế nào là mình nghe như thế đó. Rồi tới hồi á, ai là người chịu trách nhiệm? Mình cứ đòi làm luật sư, đòi làm quan tòa, trong khi mình không có quyền phán xét người khác. Đừng dễ dàng phán xét bất cứ ai khi mà mình chưa có đủ thông tin. Tôi luôn luôn nói, cái chuyện khen chơi đó, nó sẽ tạo ra ác nghiệp. Khen không đúng người và chê không đúng người là đi địa ngục. Tôi nói trong câu chuyện này, quý vị khen một bên, chê một bên, cẩn thận nha. Khen không đúng là đi địa ngục, mà chê không đúng là đi địa ngục. Đấy. Đó là chưa kể. À, theo như những gì sư biết, thì cái gia đình mà tạm gọi là đánh cái đứa bạn kia đó, bị những con người tự cho mình cái quyền phán xét và trừng phạt người khác tấn công gia đình, để cho cái công việc làm ăn của họ là bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và thậm chí tấn công khủng bố cái cô bé trong câu chuyện. Ai là người chịu trách nhiệm nếu như cô bé đó bị áp lực dẫn đến chuyện tự tử? Nếu như cô bé đó tự tử, ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết của con người này? Và câu chuyện tương tự đã xảy ra rồi, do cũng là cộng đồng cứ thích phán xét, dùng những cái lời lẽ cay độc để tấn công một con người, để phán xét một con người, dẫn đến những bạn trẻ, nhất là ở trong cái độ tuổi chưa trưởng thành, đang phát triển, tâm lý chưa vững, chưa va vấp xã hội chưa vững, bị phán xét như vậy, các bạn đó nghĩ quẩn và dẫn đến chuyện là tự kết liễu đời. Và sư theo dõi nhiều vụ rồi, sư lấy làm lạ. Khi có một thông tin báo rằng do bị tấn công bắt nạt trên mạng, những con người đó đã chết, sư chưa bao giờ thấy một con người nào từng tấn công những con người đó trên mạng mở miệng xin lỗi, chứ đừng nói sám hối. Và không ai dám chịu trách nhiệm, giữ im lặng, một sự im lặng kỳ lạ, và rồi chờ đợi nạn nhân tiếp theo để tiếp tục tấn công họ và đẩy họ vào đường cùng. Hãy cẩn thận. Cái quyết định của mình, cái hành động của mình, đừng nghĩ là mình sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả. Ngay cả nếu như pháp luật không phát hiện ra mình, thì cái người bị hại họ cũng oán thù mình. Tối nằm ngủ có biết sợ không? Nhìn ra cửa sổ có biết sợ? Tối nằm ngủ có dám mở cửa nhìn ra cửa sổ không? Đó là chưa kể đến chuyện cái nghiệp mình đã tạo vì lời nói của mình mà bức tử người khác nha. Vì hành động của mình mà bức tử người khác nha. Nhẹ hơn á, làm cho người ta bị tổn hao tài sản, tổn hao danh dự. Cái nghiệp đó đó, đi địa ngục miệt mài, chánh không. Và nếu như mà chúng ta bị pháp luật mà họ tìm ra được cái danh tính thật sự của mình á, chúng ta sẽ có một cái tội danh, đó là lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Đã có một vài cái tấm gương rồi. Và không phải, xin nói thẳng nha, không phải là cơ quan điều tra bất lực tìm ra danh tính của mình đâu. Có nguyên nhân để họ không lôi đầu mình ra đó. Tại vì đủ nhiều. Có khi đó là cơ quan chức năng họ e ngại là cả trăm cả ngàn người mà bị truy tố trách nhiệm hình sự đó,
thì có thể dẫn đến sự bất ổn trong xã hội. Nhưng mà xã hội vốn dĩ đã bất ổn rồi, khi những con người này vẫn tiếp tục thu mình và chờ đợi con mồi tiếp theo. Còn mà nói về cái chuyện là cái chuyện mà dạy con á, thì hãy cẩn thận với cái thái độ á, là con của tôi thì chỉ được một mình tôi dạy chứ không ai được quyền dạy con của tôi. Rồi thì khi mà con của tôi có vấn đề gì tôi là người đứng ra. Hãy cẩn thận. Qua cái sự kiện này á, nếu như bà mẹ bị cơ quan chức năng truy tố về cái tội lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Cụ thể ở đây là vì cái câu chuyện này dẫn đến dân mạng kích động, tấn công gia đình của người kia, gây tổn hại sức khỏe, danh dự, tài sản và thậm chí có khả năng đến tính mạng của người khác. Rồi nếu như bà mẹ vào tù thì đứa con sẽ như thế nào? Mình có bao giờ nghĩ đến hậu quả hay không? Trong khi đó, và đứa con của mình sẽ phải chịu những cái chấn thương tâm lý như thế nào, có nghĩ đến hậu quả hay không? Mà nếu như thậm chí mình không bị truy tố đi nữa, thì với cái cách sống và cách cư xử như vậy, sau này á, ra đường thì đứa nhỏ sẽ học gì ở cha mẹ? Cứ cương lên đi, cứ tấn công, nhè răng, rồi là mọc gai góc đầy người, coi như là sẽ không ai dám đụng tới mình, bởi vì có cộng đồng mạng hỗ trợ mình. Chúng ta thường bị ảo bị ảo tưởng sức mạnh. Đừng vì sự thiếu hiểu biết mà triệt tiêu đường lui của mình. Tôi chỉ nói một cái đơn giản thôi, là sau sự kiện này, cái đứa bạn đó, cái cô bạn đó, nếu như tiếp tục học ở cái ngôi trường này thì có bị cái sự ghẻ lạnh đến từ thầy cô và bạn bè hay không? Có bị cô lập đến từ bạn bè và thầy cô hay không? Bản thân nó là một sự chấn thương nha. Rồi nếu như mà mình chuyển trường cho con, ngôi trường khác khi biết mình đã làm cái gì đối với ngôi trường cũ, họ có dám nhận hay là không? Mà nếu như họ nhận rồi đó, cái thái độ cư xử của thầy cô và bạn bè với cái đứa con của mình nó sẽ như thế nào? Mình có nghĩ đến hay là không? Rồi sau này ra xã hội với cái kiểu hành xử là chỉ có tôi được quyền tổn thương người khác, không ai được quyền tổn thương tôi, thì xã hội có chấp nhận con người đó hay là không? Trừ khi mình là cực kỳ giàu, mình làm chủ, mình mở công ty, mở hãng xưởng, chỉ có người ta làm việc cho mình, chỉ có người khác lấy lòng mình không cần phải lấy lòng ai, thì thôi sư không nói. Nhưng nếu mình không được như vậy đó, thì mình phải có kỹ năng giao tiếp với người khác. Ra đời đối với xã hội không phải chỉ có dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề đâu. Và nhớ, khi mà mình đã mất đi sự tỉnh táo á, thì mình và người điên không có khác nhau. Ở trong hai cái câu đầu của Kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sâu như xe trên vật kéo. Cho nên á, trước khi mình làm cái gì, hãy suy nghĩ coi mình đang làm cái chuyện đó bằng tâm gì. Mình đang làm, giả như con mình bị đánh đi, mình phải giải quyết cái tâm sân của mình trước, cái sự nóng giận của mình trước, mình phải giải quyết nó trước cái đã. Bởi vì khi mình đánh mất sự tỉnh táo là mình chỉ có gây ra đau khổ thôi. Phải có sự tỉnh táo. Và đối với quan hệ giữa nhà trường và gia đình, hồi xưa đó là cái kiểu bà mẹ thấy đứa con đi học về, hỏi đứa con á, con có cư xử phải phép với thầy cô hay không? Còn thời nay á,
là khi thấy đứa con đi học về, bà mẹ sẽ hỏi thầy cô có cư xử phải phép với con hay không. Khi mà vai trò bị đảo ngược, người ta không còn tôn kính nhau nữa, thì đây là bắt đầu của một cái xã hội đi xuống. Nó có nhiều nguyên nhân. Một là người ta coi trọng vật chất hơn là coi trọng những cái giá trị tâm tinh thần. Bằng chứng là chỉ cần tôi bỏ tiền ra là người khác phải cúi đầu trước tôi. Cái thứ hai là chính bởi vì cái sự coi trọng giá trị vật chất, nó dẫn đến một số nghề nghiệp đánh mất đi sự cao quý vốn có. Ví dụ như nghề giáo, ví dụ như nghề y, và ngay cả thầy tu. Rất nhiều người đã đánh mất đi sự cao quý vốn có của nó. Còn những người á, ráng duy trì phẩm hạnh, như là duy trì phẩm hạnh của nhà giáo, duy trì phẩm hạnh của thầy thuốc, duy trì phẩm hạnh của một tu sĩ, nó lại đối diện với một vấn đề là anh duy trì phẩm hạnh đó rồi thì phẩm hạnh đó có lôi ra ăn được hay không, khi mà xã hội coi trọng vật chất. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, nên thay đổi cái nhìn nha. Cho tới chừng nào chúng ta còn biết coi trọng những giá trị tinh thần thì chừng đó xã hội của mình còn là xã hội văn minh. Còn khi mà chúng ta chỉ biết coi trọng giá trị vật chất, xã hội của mình lúc bấy giờ nó như thế nào thì tự quý vị suy nghĩ.